Vâng, chào các bác nhé, em là Trường Hằng Bãi Nhật đây. Thì trước khi đi vào video thì những cái video này thì là em đang hẹn ngày công chiếu nên là em không có trực tiếp ở trên chat live cùng các bác được, hoặc là các bác gọi điện luôn thì có thể em chưa có nghe máy luôn được, tại vì em cũng trong thời gian cũng cần có sự xả hơi đấy, có thể làm vài lon bia hoặc là làm vài ly rượu, nên là nếu như bác nào mà có quan tâm hoặc là có muốn ủng hộ em một cái gì đó thì các bác cứ nhắn tin nhé, bảo là anh đặt cái món này món kia, thì ở trên đây nó cũng đã có số thứ tự và cái tên gọi riêng của nó rồi, thì các bác cứ nhắn tin vào hai số điện thoại ở trên video hoặc là các bác nhắn tin qua Zalo. Đấy thì em sẽ, nếu mà em sắp xếp được thời gian thì em sẽ chốt đơn cho các bác luôn. Đó. Đó. Thì cái video này thì em đăng với mục đích là cái chương trình của những cái ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 nhé. Hôm nay em về một cái lô hàng thì nó bao gồm những thứ như sau. Đây là toàn bộ những cái kìm mỏ nhọn, mỏ chuột, rồi kìm cắt. Cắt kìm xéo rồi kìm mỏ chuột đấy, đầy đủ luôn đấy. Về một lô hàng rất là đẹp nhé, hàng Bãi Nhật nhé. Bên này thì là cái kéo bướm và kéo tỉa răm rồi kéo cắt vải, thì còn lại một số như này đây, các bác đã ủng hộ rất là nhiệt tình rồi. Còn đây thì là một số cái kéo cai ha, thì em đã giới thiệu từ nhiều video trước rồi, mũi khoan đa năng rồi vít, và em về thêm vít cắm, ổ cắm nữa các kiểu đây. Thì vít cắm thì hôm nay thì có thêm mặt hàng mới là vít cắm chống nước nhé, vít cắm chống nước này. Rồi kèm theo là băng keo thì em đã giới thiệu video trước rồi, hôm nay thì em sẽ giới thiệu lại để các bác nào mà chưa biết đến có thể theo dõi. Đấy. Đó. Đầu tiên là một cái mặt hàng về cái kìm. Thôi đi từ số 9 đi. Đi từ số 9, cái này nó gần này nhất, đi trước. Rồi đây là kìm số 9 nha. Thì em đã có ghi số thứ tự rồi, các bác cứ theo cái đó các bác đặt hàng thôi. Kìm số 9 là một cái kìm mỏ chuột size vừa như này, Made in Japan. Đấy. Này sản xuất tại Japan, tại Nhật luôn này. Rồi, của hãng Katazama. Kìm mỏ chuột này nó rất là bé các bạn. Nhìn nó nhỏ xinh xinh. Độ dài của nó thì tầm có khoảng là 10 phân. Chiều dài này, 10 phân. Cái này thì có đo so luôn nhé. Đấy, có đo so luôn. Hiện tại cái kìm số 9 này em đang bán với giá là 25k nhé. Đó. Nói chung đây là một cái lô hàng Bãi Nhật về rất là đẹp. Đây là kìm số 8. Kìm mà có cái chữ M. Em mà viết liền như thế này không biết của hãng nào, thương hiệu gì, nhưng mà nó cũng khá là ok nhé. Ở đây các bác thấy đợt trước em cũng về một cái lô kìm cũng kiểu như thế này mà em bán 50k. Kìm đấy là kìm nguội, giống như kiểu là người ta chưa có gắn cái chuôi này vào, thì cái này nó có đặc điểm là nó đã gắn chuôi vào rồi ha. Mà hôm nay em bán giá như thế này thì quá tuyệt vời rồi các bác. Kìm một chuột này thì size to hơn nhé, thì nó cũng rất là khít nha. Rồi, khá là ok các bác. Kìm số 8 45k. Cái này thì các bác làm bên điện đóm thì rất thích rồi. Rồi kìm số 7 50k. Đây, kìm này nó có cái hay như thế này. Nó cũng có các cái lỗ tút dây điện rồi
các kiểu ở đây này các bác. Đây. Nhìn căng ra cho các bác thấy. Thì cái kim này thì có cái thì nó kiểu như này. Rồi có cái thì kiểu nó như thế này. Do để ngoài bãi nên là nhìn nó sẽ có thể có những cái nó bị dính bụi bẩn nha. Chứ còn đồ này là mới 100% chưa qua sử dụng nha các bác. Rồi cũng có cái còn nò xo và có cái mất nò xo nha. Nên em gửi ngẫu nhiên thôi. Chứ còn cái nô này thực sự nó về được như thế này là rất là đẹp rồi. Chứ không, em cũng không có mong ước gì hơn nữa. Đấy, nó có giới hạn thôi nha các bác. Đấy, nên các bác nếu như cảm thấy cần và thiết cần thiết với công việc của mình thì các bác tranh thủ đặt nhé. Có cái thì nó dài như thế này, rồi có cái thì nó kiểu như thế này. Đấy. Này thì dài hơn chăng? Em để vào em lô thôi, chọn ngẫu nhiên thôi, kìm số 7. Đấy. 50k nhé. Đó. Những cái mà nó không có in thương hiệu lên thì thường là hàng Đài Loan xuất Nhật nha. Hàng này thì loan xuất Nhật mà những cái loại lô kiểu như thế này thì thường là những cái hàng lô mà nó đã rất lâu rồi. Thì từ trước đến nếu như cái loại hàng mà tồn kho từ trước đến giờ từ lâu rồi á thì thường là hàng Đài Loan rất là tốt nha. Thép của nó rất là cứng chắc nha. Rồi. À, cái này thì cũng là một cái kìm mỏ chuột nữa. À, nó ghi là thép không gỉ. Cái này thì nó cũng là cái loại thép không gỉ luôn này. Ngon đấy. Kìm này thì nó nhỏ nhỏ giống như cái kìm bên kia thôi, kìm số 9 thôi. Nhìn nó gọn hơn. Đấy. Này thì các bác sử dụng công việc thì nó tùy các bác thôi. Đấy, cái này cũng độ dài cũng khoảng hơn 10 phân nhé, 11 đến 12 phân. Kim số 6, 25k. Đấy. Bán giao lưu với các bác. Rồi, kim số 5. Số 5 thì là một cái kéo, cái kìm cắt nhé. Đấy, cái kiểu như thế này đây, nó xéo xéo như thế này. Và nó cũng là thuộc cái dòng kìm nhỏ ha. Đấy. Tuy nhiên thì các bác cắt đồ thì cũng gọn nhẹ. Cái này thì cắt bao đồ chân linh kiện hay là đồ gì thì cũng tuyệt vời. Rồi dây điện nhỏ nhàng nhẹ nhàng thì các bác có thể cắt vô tư. Nó cũng là một cái dòng thép không gỉ luôn. Đấy. Kìm số 5, 25k. Rồi, kìm số 4. Kìm số 4 là một cái kìm cắt xéo kiểu như thế này đây. Đấy. Ở đây nó không có lò xo mà chỗ này thì nó có cái chỗ này cái răng kẹp như này dùng để mà kẹp mối dây điện chẳng hạn đó. Rồi đây thì chỗ tút dây có luôn. Đấy. Cũng rất là khít nha các bác. Đấy. Thì có cái thì màu xanh đậm, có cái màu xanh nhạt nạc và một hai cái thôi thì nó cũng không có nhiều đâu, nên là các bác nếu như mà cảm thấy ưng ý thì các bác tranh thủ nha. Cái nào xanh nhạt thành đậm thì tùy sở thích của bác thôi, có hai cái xanh nhạt thôi còn lại xanh đậm hết. Rồi, kìm số 4 này 50k nha. 50k. Rồi kìm số 3. Kìm số 3 thì con này thì có lò xo này. Nưỡi thì khá là ok, rất rất hít nha. Đó. Hàng thì đẹp quá trời luôn. Có lò xo nha. Thì tuy nhiên thì em cũng nói trước luôn là có cái không nha. Vì một cái lô về thì có khi là do vận chuyển và các kiểu nên là có thể là nó mất đi cái lò xo thôi. Đấy. Có cái không. Còn các bác đặt hàng thì em chọn ngẫu nhiên thôi. Chứ em không có chọn lựa cho ai hết, không có thì bác này được bác kia không thì nó mất hay đi. Kìm thì có 50.000 cái thôi. Kìm số 3, 50k luôn. Rồi, cái kìm số 2. Số 2 là một cái kìm điện nha. Kìm điện thì size nó nhỏ như thế này đây các bác. Đấy. Cái này nó khoảng 15-16 cm thì nó cũng vừa tầm.
răng lưỡi thì khá là ok. Rồi để em thử coi có cái dây điện nào. Cái này thì để ngoài bãi nên nó hơi khít nhé. Các bác chỉ cần tra dầu tí dầu tí nhớt vào, hàng này chưa sử dụng đâu. Rồi có cái thì nó kiểu như này nữa này. Đó. Để ngoài bãi thì không tránh khỏi han gỉ rồi. Thì loại này đặc điểm nó không phải là thép không gỉ nên là nó thế thôi. Đó. Kìm số 2 thì là 45k. Này không có gì mà cắt thử cho bác đây. Dây điện để xa quá. Mà thôi. Vậy đi. 45.000 cái này các bác sử dụng thì tùy mục đích thôi. Thích kìm to thì có kìm to, thích kìm nhỏ thì có kìm nhỏ. Đấy. Rồi kìm số 1 là một cái kìm cong kiểu như này. Đấy. Cái này thì cũng giống kiểu như kiểu thép không gỉ nhưng mà không phải. Nói chung thì hình dáng mẫu mã của nó thì kiểu như thế này, nó nạc vào đâu thì có cái một cái duy nhất là thép không gỉ thôi, còn lại những cái còn lại như thế này, nó lại còn có cái lỗ như thế này để mà tút dây điện chặt. Đó. Có mỗi cái duy nhất này thôi, còn lại là cái những cái kiểu như thế này. Đó. Cái này là 45k nha các bạn, 45k. Cong cong như thế này thì các bác luồn lách vô những cái kẽ cái khe đồ gì hay là các bác vặn viết gì thì khá là ok. Đầu lối thì dây điện thì khá là tuyệt vời nha, thuận tiện nha. Rồi xong kìm số 1 45k. Rồi xem bên đây có cái gì nữa đây. Ở bên đây thì là một cái số cái kéo bướm rồi kéo cắt dăm và kéo cắt vải còn lại nhé. Nói chung thì hàng này nó cũng không còn nhiều đâu các bạn. Nói thật thì nhiều bác không thích chữ, không thích cái loại mà không có chữ. Loại không có chữ bình thường em đi ra bãi đồ cũ em vẫn lượm được cái loại không có chữ đấy. Nói chung thì hàng Nhật nội địa thì nó có nhiều nguồn gốc khác nhau, nhiều nước khác nhập khẩu vào. Tuy nhiên thì về cái sự kén chọn của người Nhật thì người ta vẫn có sự kén chọn nên là khi mà nhập khẩu vào thì nó cũng phải đảm bảo cái yêu cầu chất lượng của nó chứ không phải là thích nhập cái gì vào nhập đâu. Thì đây cái kéo cắt dăm hiện tại em đang bán với giá là 130.000, thì hôm nay em bán giảm giá xuống còn 120.000. Còn mấy cái nữa thôi. Bác nào mà có nhu cầu thì mua ủng hộ em nhé. Số lượng cũng chẳng còn nhiều. 2 4 6 8 cái nữa. Đấy. Trước em nhập về nữa khoảng 70 cái, giờ còn có khoảng 8 cái. Nhưng các bác thì ủng hộ khá là nhiệt tình. Rồi cảm ơn các bác rất nhiều. Rồi đến đây thì là một số cái kéo bướm mà loại to nhé, loại 140k thì bây giờ em bán giảm giá xuống còn 130 xả hàng đấy, còn 3 cái thôi, bác nào nhanh tay thì chọn được. Kéo cắt vải này thì em đang bán với giá là 130, thì bây giờ em cũng bán với giá là giảm giá xuống 10k luôn là còn 120. Thứ nhất thì nó cũng không đến nỗi mà để cho các bác mà mua trước rồi thiệt thòi. Rồi thứ hai thì các bác mua sau thì nếu mà biết sau là các bác mua thêm thì nó cũng nhẹ nhàng thế thôi, nhẹ nhàng thêm tí thôi. Còn mấy cây thôi cũng chả có nhiều. Đó. Bác nào nhanh tay thì đặt ủng hộ em ha. Còn đây thì là một số cái mũi khoan đa năng, thì em đã giới thiệu từ nhiều cái clip trước rồi, hôm nay em vẫn giới thiệu lại thôi. Mũi khoan đa năng này thì nhằm mục đích là khoan tường và khoan gạch, khoan khoan gạch hay khoan bê tông các kiểu nha. Nó có thể khoan sắt, khoan gỗ nhưng mà chủ yếu là ta nên khoan gạch. Các bác thích mua về là để ba khoan ba cái lỗ ở gạch men rồi gì đó, khoan rất sướng, rất êm. Nó có bốn cạnh như thế này nha các bác. Đó. Bốn cạnh kiểu như này. Khoan nó không bị phá cái viên gạch ra, không bị lỗ chỗ ha. Hoặc là các bác khoan tường rồi thì nó không có cái kiểu là nó nằm loang lổ cái vết khoan ra giống như cái khoan thông thường của ta là khoan hai cạnh kia ha.
Cái ưu điểm của nó thì được cái vậy. Mà hàng này thì là hàng Trung Quốc nha, chứ không phải là hàng Nhật đâu nha. Cái này nói rõ ràng đấy. Không có được bác lại bảo em bán bậy. Chẳng qua thì nó được cái ưu điểm tốt đấy. Nên là em mới nhập về ra mắt với các bác thôi. Giá cả thì nó dao động từ 30.000 cho đến 50.000. Từ mũi 4, mũi 6, mũi 8, mũi 10 và mũi 12. Giá cả của nó sẽ dao động là từ 30, 35, 40, 45, 50. Dễ nhớ, rất dễ nhớ nha. Thì đó thì tôi đã giới thiệu nhiều rồi, nên là bác nào mà muốn mua thêm hoặc là các bác chưa mua có thể xem thông tin và mua. Rồi còn đây thì là một số cái kéo cai. Đấy. Kéo cai thì cái loại kéo này em đang bán với giá là 90k nha. Made in Japan này. Đấy. Kéo này thì cắt đồ ăn đồ uống thì hơi sướng, kéo nhà bếp. Hàng này thì đã chưa qua sử dụng nha, nhưng mà do là để ngoài bãi thì nó có thể là bụi bẩn như thế thôi. Đây thì là một số cái móc khóa đồng và mạ đồng và móc khóa inox nha. Thì cái này á, thì em đang bán móc khóa mạ đồng là 5.000, móc khóa inox này thì là 6.000 một cái. Đấy. Các bác về về thì có thể sử dụng nhiều cái khác nhau. Sửa cái quay cặp hay là sửa cái hay làm cái móc khóa cũng được. Nó cũng bán giao lưu với các bác thôi chứ cũng chả có lời lãi gì tầm này, 5-6 ngàn bạc. Rồi. Còn đây thì là một số cái mũi vít nha. Em đang có thì nó có những cái mũi vít như sau. Mũi từ 5 cho đến 15 cm nha. 5 4 5 rồi 9 9 10 và 15. Đó, thì dao động từ giá từ 15.000 cho đến 30.000 thôi. Đấy, bán giao lưu với các bác. Bác nào mà cần thì thương hiệu thì là Dewalt với lại Bosch với Aiwin là của Mỹ với của Đức. Bosch thì riêng dòng Bosch thì của Đức, còn là Aiwin và Dewalt là của Mỹ. Rồi. Còn đây là một số cái ổ điện nha. Thì em đã phích cắm có đèn, phích cắm có đèn báo. Phích cắm này thì cũng là loại phích cắm chống va đập luôn. Em đang bán với giá là 25.000. Còn bên này là cái ổ cắm đúc. Đấy. Nó có 7 lỗ nha. Nó tích hợp các cái lỗ như là tròn, dẹt và xéo ha. Thì các bác có thể sử dụng nhiều mục đích khác nhau. Giá cả là 65.000 một cái ổ cắm kiểu như này. Thì em mới về thêm hàng đây. Thì bác nào chưa có hoặc là bác muốn thích mua thêm thì hãy liên hệ em nhé. Đây thì là cái kéo cắt nông mũi đích thực luôn. Ở trên đây nó có cái cờ như này thì các bác cắt nó đỡ bị va phải cánh mũi, đỡ đau. Nói chung thì mình sử dụng nó cũng tốt thôi. Nó là dòng thép không gỉ nhé. Thì cái này thì bác cắt thì thi thoảng cánh đàn ông những mình thi thoảng nông mũi nó hay dài ra, cắt đi thì cho nó cái thẩm mỹ đẹp hơn thôi. Rồi còn đây thì là một số cái ổ cắm này. Ổ cắm này là của Nhật nhé. Ổ cắm đen này là cái rắc chuyển từ chuẩn dẹt sang tròn. Đấy, tức là chuyển từ chuẩn Nhật sang chuẩn của Việt Nam mình đấy. Là các bác sử dụng cái này nhé, dẹt sang tròn. Đó. Thì cái ổ cắm này em đang bán với giá là 25.000 luôn nhé. Các bác chỉ cần nói là ổ cái phích phích cắm của Nhật là biết được là cái nào rồi, phích cắm Nhật. Rồi còn đây thì một cái mặt hàng cực kỳ mới luôn, em mới về hôm nay đây. Thì là một cái loại ổ cắm chống nước nhé. Ổ cắm chống nước này tại sao lại nói là ổ cắm chống nước? Thì giờ em sẽ cho các bác thấy rõ được nó như thế nào. Ở đây thì nó có cái ron cao su ở đây. Thì các bác nhét dây điện vô thì nó sẽ giữ cái chỗ này, nó sẽ cái cao su này nó sẽ rất là kín nha. Đấy, nó kín nó khít lại thì các bác đổ nước vào nó cũng sẽ không bị thấm nước vô. Đó. Rồi tiếp theo còn một cái điều nữa ở đây nữa này. Đấy, khi các bác tháo bên trong này rất kín nha. Ở đây không có cái lỗ nào ở đây nha. Đằng trước đây không có nha. Chỉ có mở ở đây đầu trước này, các bác mở nắp dây thì các bác tháo từ đầu trước này ra. Đấy.
đấy. Đó. Trong đây thì nó có những cái lỗ như sau. Cái chỗ này thì các bác nếu như mà sử dụng dây điện mà có 3 dây á, thì đây sẽ là cái dây mát, còn hai bên này là nóng lạnh nhé. Các bác đấu dây như bình thường thôi. Ở chỗ này thì cái ốc này thì các bác siết chặt cái dây của mình lại. Các bác gắn xong rồi siết giữ cái dây lại để các bác có thể mà lôi rồi thì nó không bị sứt ra hoặc là rồi thì nó ảnh hưởng. Đó. Rồi, không biết nắp đúng chưa? Rồi, đúng rồi. À, nắp sai rồi các bác ơi. Tào lao. Nắp cái chân vào bên trong. Đấy. Rồi. Cuối cùng cũng đúng. Thôi, em không có thì em nắp sau. Rồi, còn đây thì em cho các bác thấy thử luôn là cái này nó mút như thế nào. Đây, này em cắm dây vào thôi này. Này em chưa có gắn dây vào đâu. Đấy. Nhưng mà cái này là em thử cho các bác thấy được là nó sẽ đấy. Khi các bác đổ nước vào á, thì ở đây nó kín. Ở đây kín nhé. Nó không như những cái ổ cắm kiểu như thế này chẳng hạn. Ổ cắm này thì nó chỉ có đèn báo và nó chấm vặn chống va đập thôi. Còn cái này thì nó lại có thể chống nước này. Cái này thì nhựa này thì em thấy nó chắc chắc chắn. Đó. Nói chung thì tùy các mục đích sử dụng các bác thôi. Còn trước đến giờ thì mình dù có cái chống nước hay không có chống nước thì mình xài vẫn bình thường, chả có gì cả. Thì hàng này thì em thấy cái ưu điểm của nó như vậy. Thì nếu như bác nào cũng thích thì tùy theo sở thích của các bác thôi. Các bác có thể mua ủng hộ em. Giá cả thì nó cũng chả chênh lệch là mấy. Cái này cũng là 25.000 một ổ như thế này nhé. 25.000 một ổ. Một phích cắm chống nước. Đó. 25.000 một phích cắm chống nước. Thế thôi. Còn bên này thì là một số cái bên này thì là một số cái băng keo. Băng keo này là hàng Đài Loan xuất Nhật nha. Thì giá cả này nó cũng phù hợp với lại về đây của hãng gì đó, Phen Giang Huân gì đó. Thì cái băng keo này thì em cũng thấy nó cũng tốt, ưu điểm cũng được. Cũng dày nhá, rất là dày nhá. Và nó cũng dính nhá. Đấy, vào đây. Đấy. Nó cũng dính, dính rất là tốt nhá. Đây. Gỡ. Đó, dính dẻo dai đó. Thì cái này em đang bán hiện tại em đang bán với giá là 5.500 một cuộn nhá. Nhưng mà nếu như các bác mua cuộn một cuộn không thôi thì các bác có thể mua kèm với những cái khác thì em gửi cùng. Chứ bây giờ nếu như các bác mua một cuộn nó 5.500 mà cái tiền ship là cỡ khoảng 30.000 rồi thì nó sẽ cái chi phí tiền ship nó sẽ cao. Như vậy thì dẫn đến là các bác thiệt thòi cho các bác thôi. Và cho nên là các bác có thể mua từ 10 cuộn trở lên hoặc là 20 cuộn gì đó. Nếu các bác mua càng nhiều thì em có thể xem xét và em có thể giảm giá cho các bác thôi. Còn em lưu ý là các bác nếu như mua mỗi băng keo không thì các bác nên mua từ 10 đến 20 cuộn thì em mới bán nhé. Còn mua một 10 đến 20 cuộn thì em mới bán, còn mua 1 2 cuộn thì em không bán đâu. Đấy, nói vậy cho nó rõ ràng. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Nếu như bác nào thấy hay thì hãy cho em một like. Và bác nào chưa đăng ký kênh em thì hãy đăng ký và chu theo dõi để xem tiếp những cái video tiếp theo của em ha. Đó. Rồi, chào tạm biệt các bác nha. Chúc các bác có những ngày lễ vui vẻ ha. Rồi, chào tạm biệt các bác.